Ok, bây giờ các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ đi vô trong nha. Lẹ lên mọi người ơi. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của tụi mình. Mình là Mika. Mình là Tita. Mình là Kimmy. Mình là Tiyu. Thì hôm nay tụi mình sẽ tới khu vực đỏ. Mọi người có đoán đi. Thì là cái nơi mà chứa những xác sống, có xác sống zombie rồi đó. Tụi mình sẽ giải cứu chị Mina. Bây giờ các bạn đi theo mình nha. Vô trong đó là coi như bị ăn. Hay là khỏi đi được không? Thôi đi. Bây giờ thì mình sẽ tới khu vực đỏ. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận nha. Tại vì tụi nó sẽ cắn tụi mình đó. Nếu mà mình bị cắn thì bị làm sao? Tại vì tụi nó leo ra qua đường nước bọt. Cho nên là nếu như mình bị cắn thì mình sẽ giống như tụi nó. Mình sẽ đi cắn lại người khác. Xong rồi người khác sẽ bị lây lan. Ôi, không lo đâu. Tụi con đi học giỏi mấy bữa nay. Nhưng mà bọn nó có đông không? Cũng đông. Với lại rất là nhiều thể loại. Có Slenderman nè, có xác sống, có nhiều lắm. Cho nên tụi mình phải cẩn thận. Nhưng mà tụi mình chỉ cần tránh cái miệng của tụi nó ra thôi. Đạp tụi nó một cái là xong. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sợ sao á. Sợ lắm. Không sao đâu. Các bạn, bây giờ các bạn đi theo tụi mình nha. Đi. Hỏi cổng đi. Phải đứng ngoài cho. Nhà này có đúng không? Phải. Tôi coi trên mạng á. Hình nhà này. Sổ quá à. Đi đường quyền với nó đi. Các bạn ơi, thì bây giờ mình đã tìm được chỗ trốn rồi. Tụi mình sẽ cố thủ ở đây tới khi tìm được chị Mina. Đói không? Thôi, không nước quá. Cả ngày nay chưa được uống nước rồi. Tôi không khát nước nữa. Bây giờ sao ta? Chỗ nào ra ngoài nó lấy đồ ăn như là nước uống đi. Đúng rồi đó. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Ra đấy là chết luôn đấy. Nhưng mà không ra thì mình cũng chết đói lắm đây luôn á. Ừ, mình phải ở đây tới khi tìm được chị Mina á. Chắc cũng phải mấy ngày. Giờ sao ta? Bây giờ sao đây các bạn? Thế thì bây giờ bọn mình phân chia nhau ra, xong rồi mỗi người đi lấy một lần. Mika đi. Thôi, đi một người là nguy hiểm lắm. Bây giờ phải đi hai đứa. Có một đứa lấy thì một đứa còn canh, còn này nọ kia nữa chứ. Bảo vệ nhau á. Hay giờ tôi Mika đi không? Bà đi trước đi. Cũng được. Nhưng mà phải cẩn thận nha.
Ok. Đi luôn à? Đi rồi các bạn. Đúng rồi. Thắng luôn nha. Ok ok. Về sớm nha. Ok ok ok. Đi thôi. Nhưng mà mình cầm cái gì làm vũ khí không? Vũ khí hả? Cái gì ta? Được. Cầm ra đi. Để tôi mở cho. Ok ok. Đi nha, ở nhà cẩn thận. Cái gì vậy? Con zombie. Tụi nó còn ngoài hả? Giờ sao ta? Hay là mình phải im lặng, nó nghe thấy tiếng của mình thôi. Chị Tita, chị đóng cửa lại nè. Tita đóng cửa lại. Tiếng hay sao ấy? Ai thì anh Hải á. Đi đi đi, cố gắng đi. Để lên, để lên, chạy lên đi mà cá. Mọi người ơi, đúng rồi. Cao chân của các dân. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Lên, 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 lên. Ấy, ông Thiên Vinh ở đâu rồi? Ủa, đây, 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 mở cửa. Lên, 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 lên. Thôi đi mày, đưa đi mày, đưa đi mày. Chưa, thôi thấy được đồ ăn. Bị đuổi. Thầm mấy dẫn nhiều lắm. Thôi giải cứu được anh Hải với cái này. Anh ơi phim. Thôi không sao, không sao, mọi người không sao. Trời ơi, nhiều người nữa nhưng mong có đồ ăn, ăn rồi sao đây. Đói quá, khát nước nữa. Buổi chiều bọn mình sẽ đi xuống đấy lần nữa. Hay là đi đâu nhưng mà không đi. Nhưng mà đói bụng quá à. Không có sức á. Bây giờ phải cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ. Ê, hồi nãy em nhớ thấy tụi bạn á. Nhưng mà giờ mệt quá à. Hay là với Kim với lại ăn phim đi đi. Đúng rồi, hay để Kim với anh quay phim đi. Kim có bỏ á. Được không? Học có mấy ngày à. Thì vậy tôi đi với bà phải dạy tôi nha. Bây giờ mình đi đâu cùng đi. Dòng người thì sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng mà tôi mệt quá à. Vì ba người là được rồi, bây giờ còn phải ở đây canh giữ chỗ này nữa. Đúng rồi. Anh Hải. Ok, có rồi. Đi với tụi em nha. Ok, được. Vậy để anh đi với mọi người nha. Mình quanh ở đây với lại hàng con đi. Ok. Đi, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Nha. Đừng bỏ mũi đây. Bà đi đừng quỳ bảo vệ tôi. Đi, đi, đi. Được rồi. Cẩn thận nha. Nhiều sự im lặng nhá. Tránh xa miệng của tụi nó nha. Để tôi lên ống cửa cho. Cái gì vậy? Phải đóng cửa rồi chừng zombie đi vô á. Cẩn thận nha. Là mình cầm cái lược đi. Chị vậy? Tàn hình. Lược sao tàn hình được. Bây giờ nó mà có làm gì mình đập cái này vô mặt nó. Ok. Ê, nó nói bụng kìa. Cái tủ lạnh ở bên kia kìa, giờ sao đây? Bây giờ phải nước quan trọng hơn, nước quan trọng hơn. Đủ rồi, chắc đây đủ rồi. Đói bụng quá, lấy cái gì ăn nữa. Đây có cái trứng, một cái mốt là không được. Thôi, lên, 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 lên.
tụi mình đã kiếm được nước rồi nè. Có thêm dĩa thanh long. Chết mẹ rồi. Làm gì 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 là